về rất là nhiều đầu giải mã đến từ các thương hiệu Anh, Mỹ và đều có mức giá cực kỳ hợp lý nhất bạn. Như là California Audio Lab này chỉ khoảng hơn 10 triệu chút thôi. Như là Musical Fidelity chỉ khoảng hơn 4 triệu chút. Và các thương hiệu nổi tiếng như là Matt Levinson, Macintosh, Rotel. Đó. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Còn Musical Fidelity về đắt. Con này là giá cực kỳ hợp lý. Hôm bữa con này thì mình đang trong chương trình giảm giá luôn này. Hôm bữa mình bán 4.8 triệu, bây giờ mình bán 4.2 triệu. Chỉ hết tháng 3 này thôi nha. Hết tháng 3 năm 2022 thôi nha các bạn. Như bạn á, hay bác bẻ lắm. Nói là mình nói tháng 3 nhưng không nói năm bao nhiêu. Rồi nói luôn năm 2022 nha. 4.2 triệu thôi. Trước khi giới thiệu thêm thì bây giờ mình nói quảng cáo thêm là bên mình có bán USB ổ cứng chép sạc nhạc. Một USB là 128GB 800.000, còn một ổ cứng là 1.000GB giá 2 triệu. Đây là cái loa mic Mỹ. Mua đây là Terminator 3 2.5 mét mỗi bên, giá 1.2 triệu này. Rồi trở lại với đề tài giải mã. Thì kế tiếp là cái con giải mã Newport Duck 8. Con này là kim rề luôn, còn nguyên thùng xốp luôn nha các bạn. Con Newport này hôm bữa là mình có về rồi, nhưng mà mình cũng chưa có nói gì nhiều. Bây giờ mình giới thiệu luôn vào trong cái đợt hàng này. Con này là 8 triệu nha các bạn. Có rề, có cổng cáp quang, các đồng trục, có cổng cáp máy tính nữa. 8 triệu thôi. Tiếp đến là California Audio Lab. Con này của Mỹ, một cái thương hiệu nổi tiếng. California Audio Lab nha các bạn. Nó khác với Audio Lab của England. Con này nó có thêm chữ California nữa. Còn cái dòng Audio Lab mà thương hiệu England thì cái chữ Audio và chữ Lab nó dính và nó không có chữ S. Con này là giải mã đèn Touch Analog Processor Sigma 2 nha các bạn. Model của nó là Sigma 2. Nó có Sigma 1 nữa. Sigma 2 thì 24 bit. Con này được lắp ráp tại Mỹ. Điện 115V. Rồi con này thì đây mình quay phía sau cho các bạn xem. Các cái cổng của nó, giắc cắm của nó mạ vàng, có cấp quang, cấp đồng trục, dây nguồn cắm rời. Rất là rẻ, chỉ 10.5 triệu thôi nha các bạn. Chỉ 10.5 triệu thôi nha. Rồi tiếp đến là một con đến từ Rotel. Model là RDB 980. Con này thì giá 10 triệu thôi. Con này thì có các cái cổng như là cấp quang, cấp đồng trục. Đây, xin lỗi, cổng là bên này, input 1, 2, 3, 4. Cái này là cái cổng ra. Nó có ra cái cấp quang đồng trục nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ cho ra analog nha. Giải mã mà input thì chúng ta có thể chọn có CO1, có CO2. Rồi bây giờ mình quay ra phía sau cho các bạn nhìn nha. Con Rotel này thì đây là thương hiệu nổi tiếng của England rồi, Rotel. Con này thì lại được sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Điện 120V xuất Mỹ. Đây các bạn thấy là quá trời cổng vào không? Cáp quang có đồng trục 1, 2, 3, 4. Như vậy là nó đến 8 cổng vào. Con này rất là phù hợp cho bạn nào thích cho nhiều cổng này. 8 cổng vào, nhưng mà phía trước của nó, các bạn hãy lưu ý này, phía trước có 1, 2, 3, 4 thôi. Thì ví dụ các bạn chọn 1 thì cái bên này chúng ta sẽ chọn là input, chúng ta sẽ chọn cấp quang hoặc đồng trục. Chúng ta chọn 1 mà chúng ta chọn đồng trục thì cái đường mà cắm cấp quang nó không nhận. Chúng ta phải chọn qua cấp quang nữa. 4 cộng cấp quang, 4 cộng đồng trục. Đó. Rotel này có giá là 10 triệu nha các bạn. RDB 980. Rất là phù hợp những bạn nào đang chơi một cái bộ của giải mã bộ âm ly, rè âm ly đầu CD của Rotel. Thì chúng ta gắn con này vào, rất là để vào, rất là hợp luôn. Tiếp đến là dòng Maclivision Proceed. Maclivision thì nó có rất là nhiều nhánh, rất là nhiều cái thương hiệu con của nó. Proceed là cũng là thuộc được thuộc về Maclivision. Con này là một Proceed DAP, một cái con giải mã kim rè. Nó có màn hình ở đây. Con Proceed DAP này thì nó có thể chúng ta chọn cái đường cáp quang và cáp đồng trục nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay ra phía sau cho các bạn nhìn. Con Proceed này thì nó cũng có đường ba lăng ra. Ba lăng đây đó.
và đường analog ra AV ra chứ AV và bà lăng. Đường vào của nó thì có đường đồng trục BNC này nữa này, và đường cáp quang, đường đồng trục thường nữa nha. Như vậy là 1, 2, 3, 4 cái đường này là không, cái này đường đường chuyên dụng của bên kia, nó mình cũng không rành đường gì. Đây là đường đồng trục thường này, đây đường cáp quang, đây đường cáp quang BNC, đây là đường cáp quang đồng trục. Năm cái đường vào, nhưng mà chúng ta chỉ xài là đồng trục và cáp quang là những đường thông dụng thôi. Con này hàng xuất đi thị trường châu Âu, điện 220V, các bạn lưu ý nha. Điện 220V. Thương hiệu Markley Vision. Thương hiệu trực thuộc Markley Vision nha các bạn. Proxit DAC DAP. Có giá là 21.500.000. 21.500.000. Tiếp đến là một cái con đến từ Maxintosh, một cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ rồi, rất là nổi tiếng. Maxintosh thì chúng ta có là âm ly, pre âm ly, đầu CD và những dòng loa của Maxintosh rất là hay. Nhưng mà giải mã thì chắc hẳn là các bạn cũng ít gặp. Con này là model của nó là Mark 3. Maxintosh Mark 3. Mặt kính nó còn hết nha các bạn. Con này là kim một cái rè luôn. Xoay rất là đã. Maxintosh Mark 3 thì size của nó cũng khoảng tầm 43. Quay ra phía sau cho các bạn xem nha. Size tầm 43. Các bạn lưu ý cái đường ra của nó thì nó có rất là nhiều đường ra, tại vì nó là một cái rề mà, thì chúng ta chọn đường ra của nó là front. Còn mấy cái center round này thì nó là đường ra của cáp quang 5 kênh rồi. Chúng ta chọn 2 kênh thôi nha. Đây là cái đường vào. Rất là nhiều đường vào này. Cáp quang này, nó có đến 4 đường cáp quang vào. Digital CVD, SAT, LV, DVD. Đó. Đường vào đồng trục nữa. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng là nó đến 7 đường vào. Rồi, những cái phụ khác thì chúng ta không cần biết. Chúng ta chỉ biết là vào cáp quang. Nếu các bạn vào cáp quang là CD1 thì phía trước chúng ta xoay cái cổng CD1 thôi. Con này là một cái rè nên nó vẫn cho chúng ta vào bằng đường analog nha. Tuy nhiên nếu các bạn vào bằng đường analog thì nó sẽ xử lý qua rè thôi, không qua chip giải mã. Còn chúng ta vào bằng đường cáp quang, các đồng trục thì nó mới xử lý qua chip giải mã thôi nha. Con này thì giá cũng hợp lý thôi. Markley Vision, hồi nãy mình nói 21.500.000, thì cái con Maxintosh cũng thuộc dòng họ Mỹ nổi tiếng, thì cái giá của nó mình bán là 25.500.000 nha các bạn. Markley Vision là 21.500.000, còn Maxintosh là 25.500.000. Rồi, quay kỹ cho các bạn nhìn nè. Đây là một cái video hàng về nên các bạn mình không test nhạc được, mình sẽ có những video test nhạc sau, các bạn có thể chờ. Còn nếu bạn nào muốn chốt thì chốt luôn đi nha, tại vì này mình chưa có thời gian mình quay hết một lần test nhạc được. Nhưng mà mình đã kiểm tra hết tất cả đều hoạt động ok rồi. Nhắc lại này, con VDAC này 4.2 triệu, con Lufoq DAC 8 này là 8.000.000, con California Audio LAC là 10.500.000, con Rotel là 10.000.000, con Proxit Markley Vision model DAC này là 21.500.000, và con Maxintosh Mark 3 là 26.000.000. Rồi, kết thúc video này tại đây nha các bạn. Có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm.